vâng à, xin chào tất cả các bạn à, các bạn sinh viên có nhắn tin cho mình hỏi là em đang bị bế tắc đối với bài tiểu luận hay là bài nghiên cứu khoa học hay thậm chí là khoa học tốt nghiệp thì mình cũng đã sửa cho các bạn rất nhiều bây giờ bình quân mỗi một ngày mình sửa khoảng độ từ 15 đến 20 bài cho các bạn ở các dạng khác nhau thì mình có nhận thấy rằng là mình đúc kết lại mình nhận thấy rằng là có ba cái vấn đề mà khiến cho các bạn sinh viên bị bế tắc khi làm bài tiểu luận hay là nghiên cứu khoa học thậm chí là khoa học tốt nghiệp ở à, vấn đề thứ nhất đó là đặt tên đề tài lựa chọn tên đề tài nhé vấn đề thứ hai đó là phân tích đề tài nếu mà không phải vấn đề thứ nhất thì là vấn đề thứ hai cái vấn đề thứ ba đó là lựa chọn kênh tài liệu và tìm kiếm tài liệu thế thì nếu mà không phải là cái vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai thì có thể bị mắc kẹt ở vấn đề thứ ba hoặc là bạn bị mắc cả ba vấn đề luôn đó thế thì sau đây mình sẽ phân tích kỹ một cái bài của một bạn học viên của chúng mình đây là một bài nghiên cứu học mà bạn đang bị mắc kẹt thậm chí là cả ba vấn đề và các bạn cùng xem là mình nhận xét chi tiết cả ba vấn đề này như thế nào nhé ok À, chúng ta sẽ phân tích cái vấn đề ba vấn đề nhé vấn đề thứ nhất đó là cái cách đặt tên đề tài cái vấn đề thứ hai đó là phân tích tên đề tài và vấn đề thứ ba đó là tìm kiếm nguồn tài liệu và các cái kênh tài liệu khác nhau thế thì cái vấn đề đầu tiên thì khi các bạn sinh viên học các cái học phần ví dụ như học phần phương pháp nghiên cứu khoa học hoặc là tham gia nghiên cứu học sinh viên hoặc là khoản tốt nghiệp thì các bạn phải đề xuất một cái tên đề tài thế thì cái tên đề tài như thế nào nó gọi là đáp ứng thứ nhất là nó phải phù hợp với chuyên ngành của bạn thứ hai nó phải phù hợp với vừa sức của bạn và thứ ba nó phải có tính mới và tính cấp thiết đó thì đọc cái tên đề tài nó có tính hấp dẫn và đặc biệt cái tên đề tài nó phải khá là cụ thể mà nó đơn giản thôi nhìn vào tên đề tài chúng ta có thể rõ ngay được cái đối tượng nghiên cứu phạm vi khách thể vân vân ví dụ như tên đề tài này là một tên đề tài theo cá nhân của mình là không tốt các bạn cực kỳ lưu ý nhé thứ nhất là cái tên đề tài là pháp luật về an toàn giao thông đường bộ về nó khá là chung chung pháp luật về an toàn giao thông đường bộ thì tỉnh nào cũng giống nhau cả nước mình chúng ta đều như vậy thế cái vấn đề mà chúng ta đang nghiên cứu về pháp luật ở đây là cái vấn đề gì xoay quanh vấn đề pháp luật này cho nên chính vì cái tên đề tài nó khá chung chung như thế này các bạn ạ thì nó sẽ ảnh hưởng ngay lập tức có nghĩa là chúng ta sẽ bị rơi ngay vào cái bẫy của mình ok chúng ta có thể xem bạn đã rơi vào bẫy của mình như thế nào nhé à, tôi sẽ phân tích cái bố cục của bài này để thấy là bạn ấy rơi vào cái bẫy của mình như thế nào các bạn nhìn này các bạn nhìn thấy tôi phân tích có kỹ không ạ tất cả các bạn sinh viên mà gửi về bài về cho mình thì đều có thể nhận được những cái phần nhận xét kỹ như thế này ok à, mình bỏ qua tạm bỏ qua phần mở đầu để chúng ta có thể đến cái phần mà lịch sử nghiên uh, cơ sở lý uh, cái cái phần chương 1 các bạn đó nhé đây à cơ sở lý luận và thực tiễn cái đầu tiên á, là không bao giờ chúng ta nên để cái phần cơ sở lý luận và thực tiễn cùng vào nhau bởi vì cơ sở lý luận ấy, nó là cái chung nó không thể nào áp dụng riêng cho tỉnh yên bái được cho nên chúng ta không thể đặt là cơ sở lý luận và thực tiễn của tỉnh yên bái được như vậy là cái tên đầu tiên là nó không phù hợp cái đã các bạn lưu ý nhé nên để nguyên cơ sở lý luận riêng về một cái vấn đề nào đó và chính vì bạn này bạn ấy không bạn ấy đặt một cái tên đề tài là quá là chung chung đây ạ à, quá là chung chung cái thứ hai là bạn ấy bị mắc cái vấn đề thứ hai các bạn sinh viên thì mình mắc cực kỳ nhiều luôn đó là không biết phân tích tên đề tài nhìn vào cái tên đề tài này không biết đâu là đối tượng nghiên cứu không đâu là khách thể nghiên cứu luôn thế cho nên khi vì vậy mà khi bạn ấy đặt tên cái chương 1 là cơ sở lý luận về cái gì thì bạn này không bạn này lại đi vào thực tiễn nữa về an toàn giao thông đường bộ một cái thứ nó khá là chung chung cái tên nếu mà đặt là cơ sở lý luận về an toàn giao thông đường bộ đó thì cũng tương đối là ok rồi nhưng mà là cái vấn đề nó hơi bị trung quá nó bị trung quá thì nó dẫn đến điều gì mình bỏ qua câu chuyện này nhé đáng lẽ chỗ này là không được đánh dấu hỏi đâu nhé chúng ta không hỏi cái gì hết trong bài thế thì ngay cái tên đề tài là pháp luật nó trung quá cho nên bạn nhìn này khi đi vào các cái nội dung thì bắt đầu bạn thấy là nhận thức về hành vi vi phạm vi phạm pháp luật điều biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật các loại hành vi vi phạm pháp luật vậy là cái chương 1 nội dung của nó tên của nó là gì cơ sở lý luận về an toàn giao thông đường bộ nhưng cái nội dung bạn lại đi vào tất cả đều là vi vào vi phạm. Vậy là bạn đang đi vào một cái giống như kiểu là cái tên của bạn giống lên một bàn tay ấy. Nhưng mà thực tế khi bạn đi vào nội dung chi tiết của vấn đề thì bạn lại đi vào một ngón thôi, đó là vi phạm pháp luật. Vậy là cái tên của bạn nó bị chung chung quá cho nên nó hại ngay bạn là gì? Bạn không xác định được cái đối tượng nghiên cứu cụ thể của mình là gì. Và nó bị dính ngay ở cái gì? Cái chương 1. Tiếp tục sang chương 2. Thực trạng phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường bộ. Vậy là gì? Bạn đang lại đang đi vào cái thực trạng của vấn đề là phổ biến. Vậy bạn lại đang đi vào một cái ngón tay nữa trong bàn tay đó. Bạn đã thấy khổ chưa? Vậy là gì ạ? Bạn đã đi sai về cái đối tượng nghiên cứu của mình. Tiếp tục sang chương 3, một số giải pháp nâng cao ý thức chấp hành lại đi vào vấn đề chấp hành. Vậy ở đây chương 1 bạn nói về vi phạm, chương 2 bạn nói về phổ biến, chương 3 bạn nói về vấn đề chấp hành. Vậy là cả cái ba chương này nó đang không có sự khớp với nhau và cũng chính vì cái tên đề tài nó khiến cho cái người nghiên cứu bị rơi vào quá trình mông lung nhiều như vậy đó các bạn đã thấy chưa đây là cái hai cái vấn đề mà khiến cho bạn các bạn sinh viên nhà mình làm từ tiểu luận đến nghiên cứu khoa học đến khóa luận tốt nghiệp bị rơi vào gì cái trạng thái mông lung cái trạng thái bế tắc từ câu chuyện đã đặt tên đề tài không tốt đặt tên đề tài không tốt rồi dẫn đến câu chuyện phân tích tên đề tài không tốt phân tích tên đề tài không tốt dẫn đến câu chuyện là gì ạ triển khai bố cục không phù hợp tiếp nữa cái vấn đề thứ ba đó là diện cái vấn đề mà các bạn tìm kiếm nguồn tài liệu không tốt. Đây là cái bế tắc thứ ba. Các bạn nhìn xem này. Thứ nhất, trang luật Hoàng Phi. Đây không phải là một trang khoa học. Cái bài người ta viết trên này là một cái bài Ở dạng blog ở cái dạng mà người ta viết ở dạng quan điểm cá nhân không phải là một cái kênh khoa học. Cho nên các bạn tham khảo những cái đề tài, những cái thông tin như thế này thì nó không có cái tính khách quan, tính xác thực về mặt thông tin. ở à, thứ hai, đây à, luận văn của chị này đúng không ạ? Thì nhưng mà lại không rõ về tên hoặc là gì ạ? năm xuất bản rồi vân vân. Nói chung là các cái thông tin nó không một đầy đủ. Hoặc là theo thạc sĩ Hồ Huyền Diệu, thạc sĩ Hồ Huyền Diệu là thạc sĩ nào? Thạc sĩ nói về vấn đề gì trong bài phát biểu nào? Cứ đâu phải là thạc sĩ là chúng ta trích đâu. Nói chung là thông tin cũng không được đầy đủ. À, tiếp nữa là đây. Theo thứ trưởng nhấn mạnh thì chúng ta nên nhớ nhé chúng ta theo thứ trưởng nhấn mạnh thì đây chỉ là một cái thông tin mà những chất chúng ta có thể trích dẫn chứ chúng ta không phải đây không phải là tổng quan tài liệu theo, đặc biệt là theo trang Wikipedia nó cũng là một trang từ điển mở và người ta có thể chỉnh sửa nó đây có thể là được coi là một cái trang cũng không được đánh giá về mặt khoa học cho nên các bạn lưu ý là khi chúng ta rơi vào trạng thái bế tắc đây này luật dương gia vừa rồi lại luật hoàng phi tác giả kiều ngân vân vân đó có nghĩa là bạn phân tích đề tài chưa tốt xong bạn tìm kiếm những cái nguồn thông tin nó chưa sát nó chưa phù hợp đặc biệt là về tính khoa học cho nên nó khiến cho bạn có một cái phong kiến thức nó không đầy đủ không được tốt cho nên là dựa trên một cái phong kiến thức không đầy đủ, dựa trên một cái phần phân tích không tốt, nó khiến cho bạn tư duy ra một cái bố cục mà không phù hợp và khi giảng viên chấm những bố cục thôi là người ta đã có thể là đánh giá được khá là nhiều về bài của bạn rồi và đây chính là cái điểm trừ rất là lớn đối với bài của các bạn. Cho nên theo quan điểm của cá nhân mình, đặt tên đề tài là phải biết cách đặt, có công thức để đặt, uh, viết được cái bài bố cục, phân tích được, phân tích được cái tên đề tài thì phải trả lời được tất cả các câu hỏi từ lý do chọn đề tài cho đến câu chuyện là bạn phải tìm ra được các cái keyword, các cái uh, mục tiêu nghiên cứu, giải ph... à, các mục tiêu nghiên cứu, các đối tượng nghiên cứu vân 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 vân. Và trả lời được thật rõ ràng rồi mới bắt tay vào viết. Và đặc biệt là phải làm câu chuyện tổng quan rất tốt. Đó, nhớ những cái lời mình vừa dặn như vậy nhá. Thì có như vậy chúng ta mới làm được bài tốt ạ. Nếu các bạn vẫn còn lăn tăn thì hãy gửi bài về cho mình, mình sẽ tư vấn tất cả mọi thứ và support cho các bạn uh, một cách chi tiết nhất để bạn làm tốt bài của mình. Ok. Nếu các bạn thấy bài này hay thì hãy like share, đăng ký kênh để cho các bạn của mình cũng có thể nắm được các cái thông tin như vậy. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều.